Hết. Em cũng live stream luôn này. Ừ. Hello. Hello Hello Hoàng Giang. Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello, it's nice to see you again. Hi. Chết thì đã ra tay rồi. Trời ơi. Cô thấy các con đặt tên vẫn chưa đúng đâu ý. Đặt tên phải gọi là đầy đủ họ tên này, lớp này. Wow. Làm sớm ấy. Cô vui quá ấy. Hello. Xin chào các con. Giơ tay à? Giơ tay muốn nói gì con? Hoàng Gia con muốn nói gì? What do you want to say? Just saying. Con có đang học lớp level khác của các bạn khác không? Với các bạn khác mà giống cùng tuổi với con. Bởi vì là lớp này là... Con muốn học vui. Con học lớp level 2 ạ. À, con học lớp level 2. Con vào đây cũng... Em con đang học... Em con muốn học vui. Em con muốn học á? Em mới đang học level 1, chưa biết một cái gì. Em mới đòi lên level 3. Sao mà lên được? Sao mà lên được? Thế là học cùng anh luôn hả? Nếu mà thế thì con nhà con phải có hai máy tính ấy, hay hoặc là hai cái điện thoại, hai thiết bị cơ để mới học được chứ. Con đánh tên luôn ở đây cho xong. Bảy a cộng bảy là gì? Ok, chào Tina. Buổi trước cô chưa cho con nick đâu. Nick nào con? Class Dojo á? Vâng, cô thấy con chẳng vào Class Dojo gì cả. Đâu rồi? Share màn hình. Thiếu nhiều bạn lắm. Nhìn này, hôm trước các con đã xem cái clip mà cô quay ở ngoài đường chưa? Các con đã xem chưa? Kiểu tùy hứng với con ạ. Cái này vẫn chưa vào được cô ạ. Cái này vẫn chưa vào được. Trời ơi, hơi bị cô đã nhận các con là vào link xong rồi là nhấn hộ con rồi. Kết quả đấy, đây là số điểm hôm trước các bạn được nên nè. Có bạn trứng còn chưa nở mà cũng có điểm. Trời ơi. Nào bây giờ nhắn tin vào chat box cho cô. Bạn nào chưa có. Xin chào Reina. Bạn nào chưa có nick Class Dojo. Cô ơi em đang chuẩn bị bài tập của mình. Em được. Bài tập của cô, nếu mà các con xem video của cô rồi thì cô nói trong video là thứ chủ nhật cô mới trợ tài cơ, có nghĩa là mình có deadline đến chủ nhật nhé. Không phải vội. Anh Khánh này. Anh chưa vào trứng các con, trứng con chưa nở. Con trèo. Cái gì mà trèo cô? Con không có QR code để cô gửi cho con á. Khánh, An Khánh đúng không? Mấy hôm rồi cô không thấy con đấy nhá. Khánh nhá. Đây cô sẽ gửi cho con cái đường link này. Còn lúc đóng cái thì học cái gì? Bây giờ học chung một cái. Trần Quốc Duy. Thôi tập chung một cái. Cho con link đi cô. Bạn nào? Bạn Huy Trường có chưa? Cái này bao nhiêu phút nhỉ? Cái này cô Nguyễn. Các bạn đổi tên cho cô đi. Cô ơi con xuống level 1 con chưa có. Cái gì con chưa có gì? Bạn Đức Minh á? Đâu nhở? Đức Minh đâu? À Đức Minh. Cô chưa thêm con thì sao? Quên rồi. Trời ơi. Xem nào, đọc lần lượt. Trước con bảo cô mà cô lại phải tắt mic đi. Như hôm trước con dùng loa ngoài đúng không? Trước con dùng loa ngoài. Làm sao để cho trứng nở? Đấy, hình như trứng con nở rồi. Sao Đức Minh ạ? À đâu? Đăng Minh. Phan Nhật Đăng Minh. À đây này. Chờ cô lại gửi link cho con. Con chỉ cần nhấn vào đường link thôi. Yeah. Các bạn ơi. Yeah. Không phải cái này, không phải chỗ này. Đăng Minh. Share. Copy. Ơi, sao con xem được bài post của cô? Con có thể xem được bài post của cô nếu như con vào cái trang này nè. Con
đăng nhập ở trên máy tính hoặc là tắt ứng dụng Class Dojo. Đây, từng ứng dụng Class Dojo cô có trên máy tính nè, nếu con nhìn thấy. Trường ở đâu? Đây con vào rồi mà. Con đã có đâu? Đó, đây con vào rồi còn gì? Trường có nở còn gì? Đâu à? Quỳnh viết huy trường của con. Quỳnh mà con có phải là huy trường đâu? Vẫn là con à? Cô không biết là bạn nào đang nói đâu ý. Được rồi. Ôi, các bạn tắt mic đi để đỡ gây tiếng ồn ở trong lớp nhé. Ghi là nghe lịch sử bài 1 và 2 nha. Đúng không? Nhầm á. Cái gì thôi hả con? Để cô dọn nghe. Nghe giọng con. Phạm Đức Minh. Hửm. Được rồi, cô thêm nốt vào bạn Đức Minh này vào thôi. Rồi cô dạy. Nhé. Bạn nào nói đấy? Con là bạn nào? Cô kia vũ à. Ok. Bộ này, bạn nào nữa? Đọc tên lên trên nào. Tên là cô. Cô mã cốt của lớp là gì á? Cô mã cốt của lớp rồi á con à? Có. Con chỉ cần vào đường link thôi. Đúng không? Nhưng mà con chỉ link có muốn nhảy bổ lên level 3 mà. Ok, rồi. Thầy Quân tắt hộ cô mic của các bạn để cô cho làm bài nào. Hôm nay chúng ta lại ôn. Để hôm nay là buổi cuối cùng của cái unit của cái lớp. Cô thân mic rồi cô ơi. Cô thân mic rồi cô ạ. Rồi. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại cái này. Về gì nhỉ? Sports and games. Cô đã chuẩn bị cho con một cái bài tập rồi, mình có thể ôn tập về các sports, games và adverbs of frequency. Ok, sẵn sàng chưa? Nguyễn Trúc Diễm. Thêm nhắn tin vào đấy cho cô, đừng bật mic nhé. Cô thêm. Cô ơi, con vẫn chỉ có... Nào cô bật mic đi nhỉ? Không, bật mic, nhắn tin cho cô. Viết tên của con vào trong phần chat. Hello teacher. Hello. Nam Phương. Bạn nào, có một số bạn là cô đã bổ sung tên cho con trong danh sách lớp rồi. Đấy thì con phải nhắc bố mẹ. Đây này, Trần Viễn Nam Phương này, cô đã gửi vào đây rồi. Chỉ cần vào đây và ấn vào link là được. Nè, đúng không? Rất là dễ dàng. Cô không mất công phải gửi cho từng bạn nữa. Mẹ bạn Nam Phương nhé. Đấy, cô đã gửi vào đây rồi. Các mẹ, các bố mẹ chỉ cần check cái link này thôi và vào đường link. Có một số bạn đây này, có mấy cái tên các cầu thủ bóng đá. Tiếng mà cô không biết là bạn nào. Cô ơi, mình làm thế nào để vào được cái trang này và... cô gửi ở trên group Zalo. Cô gửi trên group Zalo đấy. Dạ vâng. Đấy, xong rồi các con, nếu mà bạn nào chưa có tên thì hãy ghi vào phần ghi chú. Sau đấy cô, một lúc sau hoặc là một lát sau cô sẽ cập nhật đường link vào đây, mình lại vào lại. Thấy tên mình chưa? Nếu mà vào được rồi thì đánh là yes hoặc là no. Đấy thôi, cô đã hướng dẫn rất là kỹ ở trên Zalo. Nhưng mà các con này, cô hỏi này, các con nhận được hết bài tập về nhà của mình rồi đúng không? Yes, yes or no? Yes. Yes. Ok, rồi. No. No á? Cô up ở trên group Zalo của mình đó. Là con không biết. Không biết đâu. Rồi, bạn nào nhóm mà bạn nào đấy có mà. Ôi trời, ôi mẹ cô, nhưng con chưa vào hồi tiểu học mà. Hồi tiểu học mà á, không nữa cô tiểu ấy. Ok, thế để cô mời các con vào cái nhóm này. Ồ, không biết là cô nhóm cô hay là nhóm tiến trí đó cô. Hội phụ huynh trung học cơ sở. Cháu là vi cháu năm mươi là cổ đến năm. Mời vào nhóm bằng link. Hả? Ok, gửi cho tất cả mọi người nhá. Đường link Zalo nhá và nhóm Zalo nhá. Đó. Tuần này các bạn có chưa biết đến nhóm đấy. Buồn quá.
Hình như mẹ con cũng gửi từ cái nhóm đấy sao ấy cô? Tất nhiên rồi, mẹ con phải là người biết rõ nhất chứ. Ok, không mất thời gian nhiều nữa. Chúng ta sẽ ôn tập về sports and frequency. Chúng ta có 20 câu hỏi nha. Ok, cô sẽ copy đường link để chúng ta sẽ chơi nhé. Được rồi. Đây. Ok. Các con, bạn nào đã gọi là... Cô duyệt con đi cô. Chưa phải bây giờ nhá. Sau giờ học con nhé. Ok, khi nào cô cho bật mic, khi nào cô mời con bật mic thì con hãy bật. Chưa? Bạn nào sẽ nhớ, chắc chắn là mình nhớ tất cả những môn thể thao, trò chơi và adverbs of frequency thì nhắn yes vào trong khung chat box cho cô xem nào. Để cô check xem bạn nào yes nào. Ok, bạn nào chắc chắn. Có 20 câu hỏi. Có 20 câu hỏi. Bạn nào tự tin là mình làm được 20 trên 20? Bạn nào tự tin? Có vài bạn lần trước là không tham gia, chưa tham gia các cái buổi trước của cô ấy. Như là bạn Reina, cô thấy là con khoảng 2 tuổi của cô hơi phí. Đấy, nhưng mà cô nghĩ là con đã có những cái kiến thức này từ trước rồi, có thể là con sẽ được điểm cao cho hôm nay. Bạn China, bạn Thủy Tiên, China, con có chắc chắn là mình lại đứng thứ nhất hôm nay không? Ok. Đường link đây rồi. Cô sẽ gửi cho các bạn vào trong chat. Có nghĩa là ngược lại á. Ok, rồi các bạn không nhắn tin vào đây nữa. Nó vào vậy. Con đánh code à? Đấy, nhấn vào link các con. Hai bạn, ok. Rồi bạn nào nói kể cho cô một vài sports ngoài môn thể thao mà con nhớ. Me. Một vài thôi. Ok, bạn Huy Trường hộ cô xem nào. Đợi các bạn vào phòng đủ thì chúng ta sẽ ôn lại một chút. Hello teacher. Ok, hello Trường. Nice to see you. Ok. Yes. Name some of the sports that you remember. Just some, not you don't need to say like a lot or all of it. Just some. Okay. Me. Mm-hmm. Trường, yes, you, Huy Trường. Football. Yes, basketball. Basketball. Sailing. Sailing. Badminton. Uh-huh. Yes, anything else? Ride bike. Riding a bike? Okay, it's yes. Called cycling, right? Cycling. Okay, great job. Cycling, yeah. Okay, thank you. Chưa, cô tắt mic của cái này. Unmute. Okay. Bọn này đây lớp 6 không? Right. Okay. Rồi, bạn nào có thể kể cho cô thêm một vài sports khác mà bạn Huy Trường chưa kể được không? Ok, cô mời bạn Thanh Thư nào. Rồi, các bạn khác đợi cô nhé. Thanh Thư. Ok, cô có thể kể thêm một vài. Ok, bao nhiêu soccer. Bạn vào rồi? Cùng với ta. Soccer. Soccer? Yes, soccer. Chess. What? basketball. Okay. Kể tên được tất cả những bộ môn chơi bóng luôn xem nào. Chơi bằng bóng, dùng bóng để chơi. Volleyball. Basketball, volleyball. Môn quần vợt là. Mình hay nói tennis. Mình hay nói là môn tennis đúng không? Ok, dịch thuần Việt của chúng ta sẽ là quần vợt nhé. Ok, quần vợt tennis. Còn gì nữa không? Môn môn mà ở Việt Nam ít thấy lắm là môn bóng bầu dục. Cũng dùng quả bóng đúng không? Cái môn rugby. Bạn nào nói đi. Bạn Đức Minh à? Ok, thank you, Thanh Thư. Ok, thank you. 45 bạn rồi. Còn bạn nào vào thêm không? Hết chưa con?
Có 57 bạn mà không có bạn nào chơi á. Trời ơi, này không được. Ít quá. Okay, Minh Trang, can you tell me? I can tell you. Some name of the sports that don't use a ball. Okay, paragliding. Okay. Paragliding. Mountain biking. Mountain biking? Yes. Yes. Let me see. Rock climbing. Rock climbing? Nhớ là chữ M con nhé. Rock climbing. Chữ B ở đây là âm câm. Mình không đọc là climbing. Là climbing. And skiing. Skiing. Okay, great job. Tất cả đều là những từ khá là nâng cao đúng không? Okay, thank you Minh Trang. Okay, Đức An, can you tell me some more sports that don't use any ball? Ding. Yes, Đức An. Thế rồi cô không nghe thì con nói rồi. cycling or sailing. Cycling and sailing, yes. Anything else? About running, cycling. Okay. Swimming or swimming? Mm-hmm. Yes. Or maybe we have gymnastic. Gymnastic, right? Okay. Thank you so much, Đức An. Okay. 47 bạn, cô thấy là chưa bạn nào vào thêm nữa thì cô sẽ start. Đây, okay, các con sẵn sàng đi. Quá. Có những câu mình phải nghĩ kỹ nhá, có những câu mình phải nghĩ rất là kỹ. Ôi trời. Để xem bạn nào được streak nữa nha. No, bấm nhầm rồi. Giỏi quá. Wow. Okay. The leaderboard is changing. Mai Anh con vẫn chưa chơi được hả? Ôi trời. Cô gửi lại link vậy. Thôi để con xin thử coi là chơi bằng cái khác, chơi bằng không chơi bằng Google được không cô? Okay, xem leaderboard nè. Wow. Giữ streak nha, giữ streak nha. Bạn Trần Minh Anh rất là tốt. 14 câu đúng liên tiếp. Wow. Wow. Giỏi thế, giỏi quá. Cô ơi, con không vào được. Wow. Bạn nào sẽ về đích trước đây? Tốc độ cũng rất là quan trọng nhá. Ôi, bạn Trần Minh Anh giỏi quá. Ôi. Thật luôn, streak 20 câu. Cố lên con, Minh Anh. Giỏi quá. Oh my gosh.
Oh no, oh no. Anh Khánh có vẻ suy nghĩ rất là lâu đúng không? Cô hy vọng là suy nghĩ đấy sẽ giúp con rơi vào top 5. Yeah. Wow. Cô nãy là mới calculate được được cái kết quả của mình cô. Wow. Ok. Một vài bạn vào rồi nhưng không chơi được. Lý do vì sao nhỉ? Bảo luôn con đứng cuối bảng đi không. Wow. Phần trăm, số phần trăm câu đúng đã tăng lên rồi nè. Thế rồi An Khánh bị sai một câu. Mất streak rồi. Oh. Ok. Great job. Em bị ao ra, em không bắt đầu được. Bạn nào đấy? Bạn nào nói đấy? Lê Bùi Đức An qua tốt quá này. Trong top 10 cũng khá là tốt rồi đúng không? Thành An, ok. Con là Lê Thành An đúng không? Em bị ao ra, bắt lại cho vào được. Ok. Có 55 bạn vào mà chỉ có vài bạn chơi được. Trời ơi, các bạn khác không chơi được. Ui, Gia Hân, cô tưởng con chơi rồi. Gia Hân, con chơi một máy khác à? Bạn Gia Hân chơi lại, tại sao vẫn được chơi lại? Nhỡ bạn đấy vượt top 1 luôn thì sao? Cô ơi, bạn Wendy bảy không chơi được à? Con kiểm tra lại máy của con dùng bằng thiết bị gì vậy? Cáp nè. No internet nè. Ok. Các con vẫn đang chơi chứ? Hồi nãy thì nó ghi là không. Mình đợi các bạn một chút nhé. Dây này cô. Hồi nãy nó để cái mạng kia. Thì con nói cho ba là nó... Ok, cô nghĩ là ba vị trí đầu tiên của bạn Trần Minh Anh, Đoàn Thu Giang và Nguyễn An Khánh có thể yên tâm được rồi. Đây, bạn nào là Dream was taken vậy? Streak rất là cao, tuy nhiên là con lại trả lời ít hơn các bạn khác. Có rất là tuyên dương bạn Trần Minh Anh trả lời đúng câu liên tiếp luôn. No, you're not stupid, Raina. You are good. Just believe in yourself. Okay. You can do better next time. Don't worry. Everyone is smart. Just different levels of smart, right? And luck also. No, Khánh, stop it. Okay. Terrible? Terrible without a D. Rồi, cô nghĩ là cô sẽ dừng. Cô vẫn đang chơi. Oh my God. Để cô xem leaderboard xem nào. Cô chơi lại đi á. Okay, bạn nào vào top 10? Top 10 như kiểu hoa hậu ấy nhỉ? Top 10 hoa hậu Hoàn Vũ. Ôi, có bạn nào bị loại khỏi top 10 không vậy? Trời ơi, Tina ơi. Có trường hợp gọi là hai top 9 thì phải. Có trường hợp hai top 9 tính như nào cô? Tính luôn cả hai top 9. Ôi, cô vẫn nghe tiếng. Ôi, what just happened? Các bạn ở trong top có vẻ đang hơi sợ hãi đúng không? Có hai bạn đứng số 9 đấy. Bằng điểm nhau. Ok. Ui. Cô dừng nhá các bạn. Gia Hân vẫn đang chơi.
Bạn Bảo Long vẫn đang chơi. Ờ nào. Thôi, cô kia cô phải dừng ở đây thôi. Không chúng ta hết giờ mất. Cô còn nhiều thứ nữa các con làm nữa. Ok, I'll end this here, ok? Ok. End chưa vậy? Ok, cô đã end game rồi đấy. Adventure end game. Ok, let's check. Thôi, bạn Trần Minh Anh, cô không có gì nói nữa rồi. Còn đúng hết cả câu lại còn giữ streak 20 nữa thôi. Cô không còn gì nói nữa, rất tiên dương. Ok, Trần Minh Anh, tên con ở đâu nhỉ? Cô sẽ tìm như thế này. Ok, cô sẽ tặng con bao nhiêu điểm? Một cái work hard này và một cái là on task. Ok. Ok, bạn tiếp theo là bạn nào? Đâu rồi? Nhầm. Bạn Đoàn Thu Giang. Ok, Thu Giang đúng được 90 câu. Có được streak không? Streak chưa được. Ai vẫn ở đây? Đoàn Thu Giang. Ok. Thu Giang. Where are you? Có phải con đây không? Chúng chưa nở nhá. Hey, An Khánh. An Khánh. An Khánh con chưa vào được. À, có vào được rồi đây. An Khánh. Ok, participating. Dream was second. Cô không biết tên là bạn nào đâu. Cô không cho điểm được nhá. Không cho điểm được đâu. Bạn đấy ở trong chat bạn ấy ghi là bạn đấy bạn Nhân đấy cô. Nhân à? Nhân gì nhỉ? Cái gì Nhân nhỉ? Nhân. Bạn ấy đặt tên là Nhân. Có mấy bạn hình như cô không biết là cô đã cho vào đây chưa? Chắc có rồi. Ok, cô sẽ đi vào bạn tiếp theo là bạn Hoàng Giang. Cô phải quyết. Ok. Khi nào mà con được nhiều điểm thì cô sẽ nghĩ ra phải gì đấy tặng các con. Cô chưa nghĩ ra được. Phạm Hoàng Giang. Ok. Great job. Vẫn không biết bạn Mbappe là bạn nào nhé. Thành An. Ok. Thành An. Where are you? Lê Thành An đúng không? Ok. Great job. Good job. Good job. Ngọc. Không biết là bạn Ngọc nào. Nhiều bạn Ngọc lắm. Đào Khánh Linh. Ok, Khánh Linh đâu? Hai bạn Khánh Linh trong lớp, xem bạn nào là họ ngắm Khánh Linh. Đây rồi. Ok. Đức An, hôm nay cô sẽ tặng điểm cho top 10 nhé. À, Đức An, cô nhớ là bạn ở đâu rồi. Đây. Ok, biết chưa? Tú. Tú là bạn nào? Có mấy bạn Tú lận đó. Cô là Nguyễn Ngọc Tú. Nguyễn Ngọc Tú rồi, ok con. Làm sao con phải ghi đầy đủ tên nhé. Rồi, thôi con sẽ chặn tặng nốt một điểm cố gắng cho bạn China. Rồi, Thủy Tiên. Cố gắng lên con nhé. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Ok, on task. Great job. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ review các câu hỏi này xem nào. Câu 1, cô thấy các bạn kiểu lúc vừa mới vào cô thấy con kiểu tích tích tích. Bạn nào cũng trả lời đúng câu này. Ok, bạn nào nói giúp cô môn thể thao này mình dịch ra tiếng Việt là gì đấy? Tay nhá. Ok. Nào thôi nào, hộ cô xem nào. Con không được chơi vì con giúp các bạn trả lời câu này. Ừ. Ok, câu 1 mình chọn cái gì đấy? Con nói đi, câu 1 I play I play basketball twice a week. I play basketball twice a week. Ok, great job. Thank you. Basketball, à quên chưa hỏi. Basketball trong tiếng Việt là gì hả con? I won. Basketball trong tiếng Việt là môn thể thao gì? Bóng rổ. Đúng rồi. Ok, great job. Một điểm nữa con. Thank you. Tiếp theo, I .. gymnastics once a week. Phạm Đức Minh. Hi. Yes. I câu này đúng câu mình sai. I đây. Cái nào người ta go away đây, do đây. Anh là đúng. À, nhớ rồi. Do gymnastics on a week. Đây I là môn thể thao Trung Quốc ạ. Đúng rồi. I do gymnastics once a week. Okay, great job.
có 37 bạn trả lời đúng. Các bạn khác thì chọn play với cả go. Okay. I never. Okay, thank you Đức Minh. Thank you Đức Minh. Next one. I never. Cô sẽ không mở cái này đâu. Tự nhiên lại cho các con. Đây, hai answer vậy. Okay, okay. Câu tiếp theo. Phan Nhật Đăng Minh. Đức Minh. Đức Minh ở đâu rồi? Okay, chờ cô. Đức Minh. Okay. Rồi, tiếp theo là con Phan Nhật Đăng Minh. I never go swimming. Okay, I never go swimming. Okay, đúng rồi, I never go swimming. Tất cả những môn thể thao nào kết thúc bằng đuôi ing thì mình sẽ cùng go đúng không nào? Okay, thank you. Phan Nhật Đăng Minh. Okay, here you go. Okay, next one. How often do you dot 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 tennis? Tennis là một môn thể thao dùng bóng. Okay, mình sẽ dùng động từ nào? Thu Huyền 5A. Thu Huyền, không biết là cô có tên con trong lớp chưa nữa. Okay. Thưa cô là how often do you play tennis ạ? How often do you play tennis? Okay, great job. Câu này con sẽ chuyển sang tiếng Việt là gì? Thu Huyền nhá, vẫn là Thu Huyền nhá. Con thưa cô, chuyển sang tiếng Việt là con là Nguyễn Thị Thu Huyền không? How often do you play tennis? Okay, mình sẽ nói câu này trong tiếng Việt là gì? Mình chỉ biết nói bằng tiếng Anh thôi. Mình dịch như, nếu mình dịch như thế thì mình lại nhận được câu trả lời là có hay không, đúng không? Mình sẽ dịch là bạn chơi tennis bao lâu một lần? Đấy, bạn chơi tennis bao lâu một lần? Ok, thank you, thank you. Tất nhiên trong tiếng Việt thì mình sẽ hay hỏi mọi người là cậu có thường xuyên chơi không? Đấy, thì mình tất nhiên mình vẫn nhận được câu trả lời là có, tớ thường xuyên chơi tennis chẳng hạn là hai lần một tuần chẳng hạn. Đấy. Thế nhưng mà khi mà mình dịch ra thì mình vẫn phải có cái tính chính xác trong đấy nha. Ok, thank you, thank you. How often do you play football? Okay. Câu này thì cô cần các con giải thích kỹ hơn cho cô một chút. Bạn à, Emma, Mai Anh là lúc nãy không chơi được đúng không? Vậy thì bây giờ con trả lời giúp cô câu này nha. Ừ, cô nghe đây. Cái này phải là I never play football. Ok, con có thể giải thích vì sao? Về vị trí của từ never như thế nào là đúng trong câu không? Thưa cô thì là từ never này nó phải đứng sau chủ ngữ. Đấy, hôm trước cô đã sẵn rồi. Từ trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng đâu? Đứng trước động từ thường. Nghĩa là sẽ đứng trước từ play và nó không thể đứng cuối hay là sau từ play được. Ok, cảm ơn Mai Anh. Con là Võ Mai Anh đúng không? Ok, thank you, thank you. Next one, we have. Ok, câu này chúng ta phải chọn nhớ không? Đúng đúng không? How often do you play golf? Ok, ok. Oh. Các bạn trả lời cũng khá là đúng nè. Bạn nào giải thích giúp cô với? Bạn Đào Khánh Linh à? Ok, Đào Khánh Linh, cô. Ok, cô chuẩn, cô sẵn sàng nghe con nói rồi đây. Bạn nào dear golf đây hả? How often do you play golf là hỏi là bạn chơi golf bao lâu? I play golf 3 times a week. Uh-huh. Tôi chơi golf 3. Tôi chơi golf 3 lần một. 3 lần một tuần. 3 lần một tuần. I sometimes play golf là tôi thỉnh thoảng. Tôi thỉnh thoảng chơi golf. Câu nào đúng nữa? I play golf every day. Tôi chơi golf mỗi ngày. Đúng rồi. Thế câu cuối I play golf twice có đúng không ta? Dạ không. Ok. Nếu mà một nó đúng thì mình sẽ nói như thế nào? Dạ, I play golf twice a week.
Ok, đúng rồi. Twice một cái gì đó chứ mình không nói là ai đúng không? Ok, cô sẽ ông thánh linh rồi. Có mấy thánh linh nhỉ? Ok, như cô vừa điểm cho con rồi ấy. Ok, next one. Cũng là chọn nhiều hơn một đáp án đúng nào. Ok, nhiều quá. Chả biết chọn đoạn nào. Như các bạn này là bạn mới sao? Kim Vũ Hoàng, có phải con mới không? Vâng ạ. Con là Hoàng Kim Vũ à? Hay là Hoàng Vũ Kim hay là Vũ Hoàng Kim nhỉ? Cô là Kim Vũ Hoàng. tên tiếng Việt của con theo chiều xuôi là gì? Tiếng Anh là con tiếng Anh là Kevin. Ok. Con là Vũ Hoàng Kim à? Hay là Hoàng Con Kim là Vũ? Kim Vũ Hoàng cô. Ok, Hoàng Kim Vũ đúng không? Thôi. Con là giải Kim thích Vũ Hoàng cô hỏi chấm. Kim Vũ Hoàng Kim có nghĩa là con họ Kim á? Vâng. Oh no. Rất xin lỗi con. Cô cứ nghĩ là con họ Hoàng cơ, kiểu viết ngược lại. Rồi, yeah. Bạn Hoàng đúng không? Bạn Vũ Hoàng trả lời giúp cô câu này. Okay. How often do you go running? Okay, I go running on Wednesdays, I go running on Wednesdays and Fridays and I never go running. Okay, and great job. Giải thích giúp cô với. Thì nó hỏi là mình hay đi chạy bộ vào lúc nào thì chọn cả ba câu kia vì nó đúng, còn thừa một câu sai là bởi vì nếu như câu này muốn đúng thì phải là I never go running. Đúng rồi, vị trí của từ never ở đây là không đúng không? Nên mình sẽ không thể chọn nó được. Never phải đứng trước, động từ thường này. Và các câu khác, ok, đúng rồi. Tôi đi chạy bộ vào mỗi thứ tư và thứ sáu. Ok, khi nào mà chúng ta thêm S ở sau các thứ này thì có nghĩa mình sẽ dịch là mỗi thứ tư, mỗi thứ sáu. Ok, great job. Cô sẽ cộng điểm với con sau khi mà cô thêm tên con vào. Okay, how often do you go? Okay. Nói, trời ơi, how often do you go sailing? Ok, cô sẽ tặng cô một điểm. Cô sẽ tặng cô một điểm. Cô cũng có trong lớp đấy. Đâu rồi? Cô né. Cô chưa được điểm nào hay sao ý? Ok, helping others. Ok. Thôi, cô sẽ cẩn thận lần này. Chọn nhiều hơn một đáp án đúng. I do judo. Gì gì đó. Đây là bạn Bùi Lan Phương hộ cô xem nào. Cô là em chọn I do judo on Thursday, I do judo on Monday and Tuesday. I do judo on Saturday afternoon. Còn em không chọn cô on Thursday in the morning. Thế hả? Con biết đáp án của câu này là gì không? Tất cả đều đúng. Tất cả đều đúng nhé. Có bắt buộc là phải có đáp án sai trong câu này đâu, đúng không? Đó, I do judo. Tất cả đều đúng. On Thursdays in the morning. On Mondays and Tuesday. On Saturday afternoons. Đều đúng nhé. Ok. Thảo nào accuracy chỉ có 12%. Úi chà. Ok. Nhiều hơn của đáp án đúng. I do aerobics. Ok. Tất nhiên rồi. Never. Không bao giờ đứng cuối câu mà chúng ta sẽ phải đặt. Nếu vị trí đúng của nó là I never do aerobics. Còn các còn lại thì đúng rồi. Ok. High answer. Ok. Động từ nào dùng cho môn thể thao? Dùng chơi với bóng. Cái này nếu mà mình biết được một số động từ, một số trò chơi, một số môn thể thao. Play. Dùng bóng. Mình hay dùng động từ nào thì mình sẽ biết ngay, đúng không? Play. Bạn Nguyễn Văn Khánh hộ cô nào. Hôm nay con để cái phông gì thế? I think it is play. Because I chose play and then it has the strict, so it means that I'm correct. Yes. It has to be play. Yeah, it has to be play, right? So no explanation? Okay, so no explanation because it is a rule. So can you give me some examples? I play football. I play football. Yes, I play football. Anything else? What else can you play with? Basketball. I play basketball. Maybe that's all. I have to try
I haven't tried for volleyball. Okay, but you can. You will. You will be able to. Mm-hmm. But I did play tennis with my foot. You do? You do? Yeah, with my foot. Instead of playing the tennis with, like, with the... With the racket? Yeah, the racket, I used my foot and then kick it. Okay. Instead of kicking the football, because we steal the tennis ball from the... Okay, thank you. So you have a tennis ball at your house and you kick it with your foot. Yeah. Wow. Yeah. That is very innovative, right? Thank you. Thank you so much. Okay, anh Khánh đâu nhỉ? Anh Khánh cô nhớ là ở đâu? Okay, thank you for your sharing. Next one we have. Tất nhiên là play rồi đúng không nào? Play dùng cho các môn thể thao chưa bị bọc. Động từ nào dùng cho môn thể thao có đối ing dễ quá. Trời ơi. Kể cả không phải môn thể thao thì vẫn dùng ing đúng không? Như kiểu là cái gì đó shopping nhỉ? Đấy. Ok, bạn Linh, Khánh Linh, Lina giúp cô nào. Ok. Môn thể thao nào có đối ing? Và mình sẽ dùng động từ gì? We're going, playing, playing. Không, những môn thể thao có đuôi là ing ấy con, chẳng hạn như là running, cycling, đó, thì mình sẽ dùng với động từ gì? Mình sẽ nói là cái gì running, cái gì cycling, play, đuôi. Okay, có thể con chưa hiểu câu hỏi cô rồi. Ok, cảm ơn con, bạn nào giúp cô bớt. Bạn Ngọc, có phải con là Tú Ngọc không? Dạ. Ok. Tú Ngọc đúng không con? Ok, giúp cô câu này với. Những động từ nào, động từ nào thì mình dùng với những môn thể thao kết thúc bằng ing? Em thưa cô đây, em chọn play. Play? Nếu như mình nói là play running thì có đúng không? Tất nhiên running vẫn là một môn thể thao đúng không nào? Nhưng mà mình sẽ không dùng với play. Play thì dùng với những môn thể thao dùng bóng thôi, chẳng hạn như là play soccer đúng không? À play, đúng rồi, play football. Đó. Rồi. Thank you Ngọc. Rồi, vẫn chưa có bạn. Chưa có bạn nào trả lời đúng. Cô. Bạn Nguyễn Thái Mỹ xem nào. Bạn nào đang nói đấy? Bạn Nguyễn Thái Mỹ giúp cô. Bật cam lên con nhé, cô muốn nhìn mặt. Không biết là cô đã. Con thấy cô là con chọn từ go ạ. Ok, go đúng rồi. Đây là lại là một quy tắc của chúng ta. Go running, go cycling. Maybe we can go shopping, right? Okay. So can you give me some more examples with go plus verb ing? Cho cô một vài ví dụ với. Nghĩ nào. Okay. Còn có go gì nữa con nhỉ? Con có thể nghĩ ra được go gì nữa nào? Đây, cô mở mic cho con. Câu gì nữa nào? Các bạn có thể viết vào trong trong inbox, trong phần chat box. Đúng rồi, bạn Phạm Hoàng Giang. Ok, go swimming, đúng rồi. Đúng không? Ok, câu gì nữa? Go sailing, đúng rồi, giỏi quá. Go shopping nếu là môn thể thao thì sẽ được chấp nhận. Ok. Go skiing, giỏi quá. Go skating, đúng không? Go skateboarding. Ok, very good. Thank you. Next one. Động từ nào dùng với môn thể thao mà vừa không dùng bóng lại vừa không có đuôi ing? Dễ quá. Bạn Minh Anh giúp cô. Con giúp cô là do. Ok, Du, con có thể cho cô một vài ví dụ được không? Do gardening. Yeah. Do gardening? Không có ích cơ mà. Với gardening không phải là sport. Ok, Minh Anh. Do gì? Do gymnastics, đúng không? Đấy, do gymnastics. Do judo. Do karate. Đúng không? Đó, những bộ môn mà không dùng bóng.
mà cũng không có in luôn. Ok, thank you. Next one. How dot dot dot. Ôi, thôi chắc cô không hỏi nữa. Bạn nào cũng biết rồi đúng không? Thì cô hỏi con nhé. Thì cô họ sẽ hỏi con nhé. Là bạn nào? Xem nào. Bạn Cristiano Ronaldo. Hãy lên tiếng đi. Nào bật mic cho cô nói chuyện cùng nào. Con tên là gì đấy? Con tên là gì? Tên thật của con là gì? Lưu Tiến Đạt. Lưu Tiến Đạt. Ok, bổ sung vào đây luôn. Trời ơi. Lưu Tiến Đạt đúng không con? Trời ơi. Cô sẽ gửi đường link cho con sau nhé. Rồi, trả lời giúp cô nào. Ok, how often do you go cycling? Tell me and everyone, how often do you go cycling? I never. Okay, I never go cycling. Okay, thank you. Cô có tên của con ở đây rồi nhưng mà Cristiano Ronaldo bên này. Ok, nhưng trứng thì chưa nở. Tiếp, next one. Ok, đấy, lúc đấy cô gợi ý cho các con rồi đấy. How often do you play hockey? Mình sẽ dịch chuẩn chỉ sang tiếng Việt là gì? Câu này có vẻ là trả lời hơi ít đúng không? Khi nào? Đấy, cô cho các con chữ khi nào vào đây để con đỡ bị nhầm lẫn. Khi nào thì mình phải dùng từ để hỏi là when, đúng không? When chứ không phải là how often. Ok, thế thì mình sẽ chọn đáp án là bạn chơi khúc côn cầu hockey đúng không? Bao nhiêu lâu một lần? Ok. Ok, rồi. Thôi được rồi, tôi khô show luôn. Mình sẽ dùng giới từ on với tất cả các thứ trong tuần. On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, on Friday, on Sunday, or on Saturday. Ok, các bạn nào nói cho cô biết? Nếu mà cô dùng từ cuối tuần thì cô sẽ dùng giới từ gì? Bạn nào có thể nói cho cô được không? Nam Phương hộ cô thế nào? Giới cô là wicked. Ok, mình sẽ dùng với giới từ gì đằng trước ấy? In go. In hả? Ok, mình sẽ có hai cách là at weekends hoặc là in. Không phải in đâu. On the weekend. Ok. Con tên là Nam Phương đúng không? Con đã log in vào đây chưa nhỉ? Dạ. Con chưa vào được cái nhóm trung học cơ sở cô. Thế á? Có nhỉ? Làm nào để thế sao con biết vào Zoom? Thế sao con biết là pass với cả ID thì vào là dạ, con có ở bên tiểu học cô. À, thế thì rồi, cô cảm ơn. Thế thì con phải nhắn tin với cả thầy bên đấy, thầy cho con vào. Ok, thank you, Nam Phương. Xong chưa nhỉ? Ok, mình còn một vài câu nữa thôi. Never and sometimes đứng trước động từ thường có đúng không? Tất nhiên là đúng rồi. Ok. I go skiing on Sundays in the evening. Còn hai câu cuối cô hỏi nhé. Tôi tập thể dục nhịp điệu mỗi ngày sang tiếng Anh là gì? Ok, bạn Chase bạn nào? Ê, giờ cô mở nhấm mic của Nam Phương rồi. Chase, phải Chase không vậy? Chase xong rồi có mặt mèo. Ok, tên đầy đủ của con là gì thế? Mở mic đi con. Con mời đúng không? Con mời đúng không con? Trả lời cô nào? Bật mic lên, tự tin lên, trả lời cô. Và các bạn cùng nghe. Đâu rồi, biến mất rồi. Còn Messi với cả CR7 nữa, trời đất ơi. Ok, Chase, con ơi, con trả lời cô và các bạn đang đợi này. Các bạn đợi này. Ok. Được không con? Trả lời được không? What? Ok, hello. What's your name? My name is Phùng Tuệ Minh. Tuệ Minh. Có tên ở đây rồi nhỉ? Có tên rồi đúng không? Ok, rồi. Dịch cho cô câu này. Tôi tập thể dục nhịp điệu mỗi ngày.
Minh cái này đúng không? Nào trả lời đi để cô tích trong cái nào. Thế thực là tốt sao con cứ tắt mic thế? Các bạn đợi con đấy, con phải trả lời nhanh nhá. I do aerobics every day. Okay, I do aerobics every day. Okay, con nhớ là cho một ít trọng âm vào cái từ aerobics nhá. Aerobic mà, aerobics, đúng không? I play aerobics every day. Thank you. Đúng rồi, cảm ơn con. Rồi, tích cho cả. Helping others. Còn một câu thôi. Rồi, các con giơ tay nào. Có một bạn câu hỏi. Nốt, bạn Nghĩa. Bạn có mỗi một chữ Nghĩa thôi. Cô không biết là Nghĩa gì, mấy bạn Nghĩa trong lớp. Nghĩa ơi, alo alo. Đây rồi. Nghĩa Doraemon. Đây, alo. Cô đây. Cô đây. Rồi, trả lời giúp cô câu này. Đọc cả câu giúp cô nhá. I go swimming on Mondays, Wednesday and Fridays in the afternoon. Okay, rồi, đúng rồi. Tuy nhiên là cô sửa một chút. Bởi vì chữ afternoon bắt đầu bằng nguyên âm. Nguyên âm là gồm cái chữ uể oải đúng không? U, E, O, A, I đấy. Nên mình sẽ đọc chữ tờ này là the, đúng không? I go swimming on Mondays, Wednesdays and Fridays in the afternoon. Okay, great job. Con tên là gì nhỉ? Nghĩa ơi, con là gì Nghĩa thế? Con là gì Nghĩa thế? Hả Nghĩa? Các bạn Nghĩa. Đây, Minh Nghĩa và bạn Nghĩa nào nữa nhỉ? Hữu Nghĩa. Con là gì? Cô chưa nghe thì cái gì? Okay, thank you, thank you. Rồi, cô không biết cho điểm bạn nào. Rồi, cảm ơn con. Ok, rồi cô sẽ dừng share cái này. Cô sẽ share cái này nhá. Hôm nay thì cô sẽ một vài phút cuối giờ thì cô sẽ dành cho con vài phút để ta sẽ ngâm cứu những câu hỏi này. À không, chưa ngâm. Chưa đến. Một cái quiz nữa, nhưng không phải là quiz, không phải là làm bài tập, mà nó là một cái poll, gọi là khảo sát ý. Đây, bây giờ cô sẽ cho các con làm cái đó. Chờ cô một chút nha. Đâu nhỉ? Rồi. What do kids want? Ok. Có vài cái này thôi. Ôi, không có đáp án nào đáp án đúng cả. Sao con nói gì thế? Cái này có tải về, có cần phải đăng nhập không cô? Cái gì tải về hả con? Cái quiz kìa. Đâu chưa? À, cái này con thể hình như có app ở trên máy tính này, ở trên điện thoại này, hoặc là con có thể làm trên trình duyệt nữa. Ừ. Ok, đây không phải là bài tập đâu nhá, mà chỉ là một cái quiz để cô xem là các con sẽ trả lời như thế nào thôi. Ok. Thank you. Ba câu hỏi thôi mà. Gửi link nhá. Con có thể, bạn nào không có đang dùng điện thoại thì có thể vào cái đường link là joinmyquiz.com, sau đấy thì nhập code vào là mình có thể chơi được. Bạn nào thì dùng máy tính thì tất nhiên là sẽ nhấn vào đường link của cô thì nó sẽ dễ dàng nhất. joinmyquiz.com. Copy nhé. Gửi cho con đây. joinmyquiz.com. Nhập code 19002. Các con có bị mạng, có bị vấn đề gì không? Có bị chậm. Cô ơi, con không thấy link cô ạ. Thế á? À, chết, gửi nhầm. Đây con ạ. Cô ấy gửi các bạn ở ngoài phòng. Sorry các con. Rồi. Mà nó hát. Thích cô ấy. Đây, cái bài này ngắn thôi. Ngắn nhưng khó. Không, nó có phải bài tập đâu. Nó không phải bài tập các bạn ạ. Nó lại nghe. Giống cái bài hôm qua. Ấn không có chỗ.
Cô chỉ muốn nghe cái suy nghĩ của con thôi về một số câu hỏi. Sau đấy thì mình có thể gọi là nói về nó, biện luận về nó, giải thích vì sao con lại chọn đáp án đó. Hoặc là có thể những cái đáp án của con, những cái suy nghĩ của con không giống cô, thì con cũng có thể nói về nó. Ok, chắc là cô start nhé. Chưa đủ rồi, chưa đủ. Có 55 chắc bạn, có 33 bạn trong này thôi. Ổn chưa các con? Cô ơi, cô ở đây có hai đường link thì con biết phải chọn đường nào đây? Nó giống nhau mà con. Quân hay là vào cô Hương nhỉ? Cái nào cả hai cái đều giống nhau, con nhìn mà xem, giống nhau y hệt. Thôi, vào nhận cái nào cũng được hết. Mạng hiếu chạy không vô. Ok, cô biết rồi, hôm nay thứ năm đúng không? Các bạn cũng học online khá là nhiều. Nên nếu mà hôm nay làm không hết thì chủ nhật cô cho con lại, không vấn đề gì. Bạn nào vào được thì vào, không sao hết. Em không vào được. Yếu. Rồi. Thôi con vào cô Hương cho mày mà. Con không vào được. Lại không vào được. Đấy, mình chỉ có hai cách này thôi. Nhập lên joinmyquiz.com, nhập code hoặc là vào đường link của cô. Đường link cô gửi lại đây. Rồi ơi. Rồi, start nhá. Hay không phải là bài tập gì đâu, cứ trả lời bình thường. Kết thúc rất là nhanh thôi. Và bạn nào vào được rồi, tốt. Tina vào được rồi đúng không? Và nó lại ăn ra thằng mạng hơi kém các bạn ạ. Ok, all done. Rồi, tất nhiên tất cả các bạn đều đúng. Cô sẽ tải cái results về xem nào. Xem các con chọn gì nhá. Ok, share cái này luôn. Ok. Cô xem mà câu trả lời nào, các bạn nào mà nó... Thì cô sẽ hỏi các con. Ok. Đó, cô muốn hỏi bạn Đức Minh chơi kém. Là bạn nào? Giơ tay lên cho cô.
Vì sao? Why don't you want to do your homework? Bởi vì cô hỏi con là how often do you want homework, đúng không? Thế con trả lời là I don't want homework. Why? Bạn Đức Minh chơi kém đâu? Đức Minh là bạn nào? Đây đây, ok. Okay, why? Can you explain your answer? Con tại sao con lại không muốn làm bài tập về nhà của cô? Đâm đúng tim đen. Why? Cô đâm đúng tim đen. Bởi vì là I okay. Tell me in English, okay? I what? Ôi, các con không biết ở trên này nhá. Áp lực tiếng Anh có nghĩa là gì hả cô? Pressure. Because you because homework is my is I because homework, doing homework puts a lot of pressure on yes. my shoulder chẳng hạn. Đặt rất nhiều gánh nặng lên vai đúng không? Kiểu như là đặt rất nhiều áp lực. Okay, why do you feel pressure when you do your homework? Help me. Is it difficult or there are lots of homeworks or anything? Can you tell me? Nào đang mở mic to quá. À, có phải bạn Đức Minh không? Đức Minh có đang nói không? Con đang nói. Ừ. Ok. Where are you? Oh my gosh. No, cô không tìm thấy con luôn. Ok, cô cảm ơn con để cô hỏi bạn khác xem nhỉ. Ý của các bạn như nào nhá. Cô thấy có một vài bạn cũng don't want homework kìa này. Okay, on Fridays, every day. Okay, đa số là các bạn every day nhỉ? Thử một bạn every day xem nhá. Okay, Nguyễn Trúc Diễm thì như cô chưa gọi con đúng không? Giơ tay đi con để cô gọi, để cô mở mic cho. Diễm ở đâu? Hoặc là con có tự mở mic của mình không? Nào đang dùng ra ngoài đấy. Trúc Diễm đâu con? Dạ cô. Con ơi, con tắt tạm mic đi được không? Ok, cô kia cô sẽ gọi con ở buổi sau nhé, bởi vì là sẽ gây ổn trong lớp. Ok, bạn nào everyday nhỉ? Yasuo là bạn chịu luôn con ơi. Cô không biết là bạn nào. Huỳnh Viết Huy Trường, phải không con? Ok. Why do you want to do homework every day? Why? Huỳnh Viết Huy Trường có thể tự mở mic được không nhỉ? Cô đang chưa tìm thấy con ấy. Hoặc là thầy Quân có thể mở giúp cô mic của bạn Huy Trường được không? Because at school I have a lot of homework. Okay, but the question is, how often do you want homework? Okay, I want to ask about you, okay? Not the actual fact that you have a lot of homework every day, okay? Of course, everyone has to do homework every day, but how often do you want homework? Okay, do you understand my point? Okay. Yes. Okay. So do you want to change your answer? How often do you want homework? Every day I want to do homework. Okay, you still want to do homework every day? Okay, why? Because I want to correct homework correct. Every day. Okay, because you want to do your homework, right? Yes. And be like on in the first place in class, maybe? Or you want to excel in the subject that you like. Okay. Thank you. Bạn Như Dung à? Bạn Như Dung. Homework is too boring huh? Okay. Rồi, sang hỏi tiếp theo. Buổi sau cô sẽ cho con nhiều thời gian để nói về cái này hơn nha. Okay, how often do you want your teacher to ask you to answer a question? Okay, để cô xem là có câu hỏi. Câu nào mà nó? À, bạn Julie P là bạn nào? Okay. Bạn Julie là bạn nào có thể giơ tay giúp cô được không? Trời ơi, con cứ để tên này, con không biết là bạn nào.
con tên là gì thế? Có thể tự mở mic của mình được không nhỉ? Julie Key. Ha, à, cũng khó đây. Cô cũng không biết là con là tên gì nữa. Ok, cô muốn hỏi một bạn mà kiểu I always shy. Các bạn nào shy nữa không? Có mỗi bạn là Julie à? Các bạn nào ngại giơ tay trong lớp không? Ok. Rồi, cô sẽ hỏi bạn Trần Minh Dung đi. Minh Dung ở đâu hả con? Minh Dung trả lời là once in every lesson. Minh Dung, thầy yeah. Quân có thể mở giúp cô mic của bạn Dung được không? Ok, Minh Dung. Ok, hello. Cô chào con. Ok, câu hỏi của cô là con muốn cô gọi con đúng không? Bao nhiêu lần? Trong mỗi buổi học ấy. Đấy. Dạ vâng. Con trả lời là once đúng không? Ok, why? Bởi vì con muốn tương tác nhiều hơn chứ con ít nói quá rồi con. Once? I mean, câu hỏi của cô là con muốn cô gọi con bao nhiêu lần đúng không? Nếu mà các bạn trả lời once, once là số ít mà. Một lần thôi cô. Một lần thôi, nhưng con lại bảo là con muốn tương tác. Thế là sao? Cô chưa hiểu lắm. Cô chưa hiểu ý con lắm. Chỉ cái từ nó lên thôi cô. Ok, ok, thank you. Ok, một bạn khác nha. Anh chỉ giơ tay một lần thôi á. Cô không nghĩ thế. I don't think so. Ok, Lê Bảo Long hộ cô nè. Vì sao lại là once? Phan Nhật Đăng Minh à? Chờ cô hỏi con câu 3 nhá. Lê Bảo Long là bạn nào? Có bạn Thầy Quân có thể mở giúp mic của bạn được không? Bạn Bảo Long trong lớp không nhỉ? Ok, Bảo Long đã được mở mic chưa? Không biết bạn nào vào với bạn nào luôn. Ok, bạn bạn gì nhỉ? Phan Nhật Đăng Minh. Không phải tìm tên con cái đã. Bạn nào đấy? Bạn nào đang nói đấy? Đâu nhỉ? Không có tên luôn. Ok, bạn Lê Bùi Đức Hàn trả lời giúp cô vậy. I always love to express my opinions. Ok, con ở đâu? Con có thể mở mic giúp cô được không? Ok, why is this your answer? Ok, what do you want to express in the class? So you have a lot of opinions? Yeah, you can use it. Ok, so you want me to call you more often? Yeah. Ok, got it. Gotcha. Okay. Do you think that I'm calling you like too few? Okay, maybe once or twice in the lesson? Cô thấy con thấy cô gọi con có quá ít không? Yes. Ok. Cô biết rồi. Ok, cô cũng biết là như vậy. Ok, cô chỉ có thời gian để gọi vài bạn thôi. Ok, rồi cô hiểu. Thank you, Đức An. Rồi, cô sẽ sang câu thứ 3. Ôi, nhưng mà bạn Phan Nhật Đăng Minh ở đâu nhỉ? Nhật Đăng Minh. Không biết. Ai xem nào. Tìm thấy không? À, đây rồi. Đây, Phan Nhật Đăng Minh rồi. Nào, câu 3 con trả lời là once a week. I have too much homework to do. Ok, câu số 3 mà cô hỏi con là how often do you want your parents to take you out? Ok, Phan Nhật Đăng Minh, cô thầy Quân mở giúp cô mic của bạn ấy với. Dạ, con mở rồi cô. Ok, hello. Ok, so how often do you want your parents to take you out? Con cứ trả lời đi. At the weekend. Okay, at the weekend, maybe once at the weekend. Okay, so in actually, how often do your parents take you out? Hiện tại, at the present. Câu hỏi con. Rarely. Really? Okay. Do your parents take you out like
once a month, like you wish your parent would? No? Yes. Okay. Okay, cô nghĩ là các con, bạn nào cũng muốn được bố mẹ đưa đi chơi đúng không? Okay. Rồi, nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng ta đang học cấp 2 nên là có rất là nhiều bài tập về nhà nên là mình không thể đi chơi được đúng không? Okay, bạn nào everyday đây, dream was taken. Không biết bạn nào. Okay, Emma. Emma là bạn Mai Anh đúng không? At weekends, 3 times a week. Okay, cô muốn hỏi một bạn. Okay, bạn Uyên Dung hộ cô. How often do you want your parents to take you out? Cô không nghe thấy gì rồi. Okay, how often do you want your parents to take you out? Không nghe thấy gì. Okay, thank you con. Okay, cô sẽ hỏi một bạn nữa là bạn bạn nào nhỉ? Bạn nào Wendy xem nào. How often do you want your parents to take you out? Nếu không bạn nào trả lời cô. Không nghe thấy. Bạn nào đang nói đấy. Cô không biết bạn nào đang nói cả. Ok, Thanh Thư à? Ok, Thanh Thư trả lời giúp cô vậy. Bạn có thể tự mở mic được không? Thanh Thư. Yes. Okay. At weekend because I learn language. Okay, but I'm asking about what you want. You can want more than that, right? Yes. Okay. What do you really want? Con thật sự muốn gì? Con thật sự là muốn bố mẹ đưa mình đi chơi bao nhiêu lâu một lần? Every day. At the weekend, I see. Okay, so when do your parents often take you to? Bố mẹ con hay đưa con đi đâu? At weekend. Yeah? Where do your parents often take you to? I visit grandparents. Mm-hmm. To your grandparents' house to visit them? Yes. Yes. Okay. Great job. Thank you. Okay. Rồi, cô nghĩ là mình sẽ... Cô sẽ cho con 3 câu hỏi này về để mình có thể là reflect, để mình có thể suy nghĩ kỹ hơn. Khi mà mình muốn trả lời các câu hỏi này nhá. Và buổi sau cô sẽ hỏi thêm được không? Cô rất là muốn nghe ý kiến của các con. Đây là những câu hỏi mà mình rất là hay tự băn khoăn với bản thân mình luôn. Quá nhiều bài, nhiều bài tập về nhà. Thế mình muốn gì? Mình muốn ít hơn hay mình muốn nhiều hơn? Và trong lớp cũng thế, lớp đông như của chúng ta đúng không? Thì tất nhiên là cô cũng sẽ không thể là mỗi một bạn cũng nói nhiều lần được. Đó, thì cô cũng muốn nghe con cảm nhận như thế nào nhá. Ok, rồi cả việc là bố mẹ đưa mình đi chơi nữa. Mình rất là muốn, mình lại không thể. Cô muốn nghe các con những cái mong muốn đó được không? Ok, thế thì chủ nhật cô sẽ hỏi thêm và hỏi sâu hơn các con một chút về 3 câu hỏi này nhá. Ok, bây giờ thì cũng 9:09 rồi, có vẻ giờ đẹp quá nhỉ? Giờ đẹp để chúng ta có thể kết thúc ở đây đúng không? Ok, rồi, hôm nay là thứ 5. Là chúng ta đến cuối tuần rồi. Ok, chúc các con một cuối tuần vui vẻ và nhớ là suy nghĩ về 3 câu hỏi của cô nhé. Ôi, quiz tải có cần... Goodbye, teacher. Ôi, quiz tải có cần đăng nhập không hả cô? Goodbye, teacher. Ok, chào các con, bạn nào muốn hỏi cô. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Con chào mừng. Gặp lại nhé. Nhớ nộp bài tập cho cô. Bye. 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 Okay, remember your homework. Goodbye. Good night. Okay, thank you. Sayonara, sensei. Gì vậy? Bạn nào bật tiếng Nhật nhé. Bye. Bye bye An Khánh, bye Bảo Khôi, bye Chi Na. Bye. Bye.
Tùng Anh, bye Tú. Nào. Là muốn hỏi cô cái gì đấy? Hỏi luôn không? Konnichiwa. Các con đăng nhập vào class không phải? Quizzes thì không phải tải cái gì, không phải đăng nhập đâu. Nói đi chứ ba. Bye. See you on Sunday. Remember to do your homework. Bye bye, nice to talk to you. Okay. Bye bye, and good night.